cái hũ kẹo này là do mẹ con gửi cho con á. Lúc nào con ăn hết hũ kẹo này, mẹ con sẽ về với con. Vậy em có quen đạo diễn Tommy không? Em có nghe về ông ta. Nhưng mà hình như lâu rồi ông không có xuất hiện. Em có contact hay là có cách nào để liên hệ được với anh ấy không? Rốt cuộc là anh hẹn em ra cà phê hay là anh hẹn với Tommy vậy hả? Nè, bạn có biết cái hành động vừa rồi của bạn đã làm mất mỹ quan của thành phố này không? Ủa, mình đọc sách mà. Ơ, xin không thả, 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 xin không thả. Đón xem Gia đình là số 1 phần 3 được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV7.